Trang web tạo video từ văn bản, hình ảnh hoặc video. Đây là một số video được tạo ra từ website này. Để tạo ra video này, chúng ta sử dụng văn bản như sau. Đối với văn bản để mô tả video, tốt nhất là chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu các bạn không quen thì các bạn có thể sử dụng Google Dịch để chúng ta có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và mô tả để tạo video. Với các video được tạo, chúng ta có thể sử dụng để minh họa cho bài giảng hoặc video của chúng ta. Ở đây tôi sẽ tạo một video. Ở đây tôi sử dụng từ mô tả như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thêm hình ảnh hoặc video, kiểu của video, thêm hiệu ứng âm thanh. Sau đó chúng ta chọn Generate. Và đây là kết quả của video chúng ta. Một video rất đẹp. Địa chỉ của website này đó là pika.app.